Hai anh em, chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Như mình đã nói vào cái video trước rồi ha, cho nên hôm nay mình sẽ làm cái video này để nói về Boss Bang nha. Trước khi vào video thì mình muốn nói một số cái lưu ý cho anh em hiểu rõ hơn ha. Thì đầu tiên có mấy cái clip ở trong video lần này thì mình sẽ tổng hợp của người khác, bởi vì account của mình thì những con tướng dùng để đi chinh phạt thì nó chưa đủ level, mà mình nâng cấp hầu hết những cái con tướng tào lao mà không phù hợp để mang đi chinh phạt, nên những cái clip ở trong video này của mình bui ok nhưng mà đam nó sẽ hơi yếu ha. Điều tiếp theo mình muốn nói đến ở trong cái video lần này là đây là kinh nghiệm của mình khi mà đánh boss, và mình cũng có tham khảo thêm một số nơi để có thể tối ưu. Nếu mà mình có sai sót chỗ nào thì mong các bạn có thể comment ở phía dưới để những bạn khác có thể sửa và mình có thể khắc phục ha. Điều cuối cùng mình muốn nói đến ở đây là cho mình xin một like và subscribe nha. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Phần đầu tiên mình sẽ nói sơ qua về những điều cơ bản khi đi chinh phạt cho những anh em nào mới đánh lần đầu ha. Sẽ có hai lượt đánh mỗi ngày khi mà chinh phạt mở ra. Cả hai lượt này đều khác nhau và khác đội hình, cho nên là anh em hãy sắp xếp sao cho hợp lý cho từng đội hình riêng ha. Khi bấm vào cái đăng cửa khu chinh phạt thì nó sẽ mở ra những cái giao diện khác, và ngoại trừ tế đàn và cổ vật thì còn lại các bạn đều bỏ đầy đủ lên mới có thể xây dựng được đội hình. Các bạn sẽ có thể mượn được anh hùng từ những bạn bè khác, và chỉ mượn được một anh hùng từ những bạn bè trong một lần xếp đội hình. Có thể mượn một anh hùng cho cả hai cái đội hình của bạn luôn, cho nên cân nhắc lựa chọn mượn anh hùng sao cho tối ưu với con boss ha. Nên hỏi bạn bè trong clan thay đổi những cái thức tỉnh sao cho phù hợp với bạn để bạn chơi tối ưu nhất có thể. Có tất cả 10 vòng đấu khi xây dựng. Trước khi bắt đầu thì bạn sẽ nhận được 10 bạc, và sau khi kết thúc các vòng đấu thì có thể nhận được thêm tiệm rèn, cửa hàng. Và thay vì đề nghị của ác ma, chúng ta sẽ có cái cần lựa chọn giữa thần khí và bạc ha. Như những chỗ khác thì sau mỗi vòng đấu sẽ tăng độ khó lên dần, và nếu bạn chọn thần khí thay vì bạc thì độ khó nó sẽ tăng cao hơn. Nhưng mà bù lại khi mà đánh boss thì thần khí sẽ bóp thêm thời gian hiệu lực gia tăng sát thương. Thần khí cũng sẽ tăng thêm 0.5 sau mỗi vòng chiến thắng ha. Cao nhất khi bạn không chọn cái thần khí nào là 7, và cứ mỗi lần tấn công boss thì nó sẽ tiêu 2% của thần khí cho đến khi hết thần khí, đam sẽ xuống thành đam cơ bản. Sau khi xếp đội hình xong thì các bạn có thể sang đánh phần boss ở phần mục nhân ở phía bên dưới để có thể test thử đam trước khi đánh boss thật. Nếu mà các bạn cảm thấy đam gây ra không cao và đam yếu thì các bạn có thể lập lại đội hình mới, và mỗi ngày sẽ có 5 lượt lập lại đội hình cho mỗi lượt đánh riêng ha. Nếu mà đội hình giữ nguyên thì khi kết thúc trận đấu sắp xếp đội hình thì các bạn sẽ nhận được một thông báo là muốn thay đổi đội hình trước hay không. Nếu hiện tại đam to hơn thì các bạn có thể thay đổi, còn không thì các bạn có thể hủy. Mỗi đội hình lượt đánh đều có thể tái sử dụng được 3 lần, cho đến khi hết lá cờ thì các bạn có thể xây dựng lại từ đầu. Khi test thử đam boss thì các bạn có thể đánh những cái con boss đã chết hoặc là chưa đánh tới bằng việc nhấp vào cái mũi tên phía bên dưới hình con boss ha. Đặc tính boss sẽ xuất hiện thêm khi mà boss đạt lên level khác. Dòng có màu đỏ sẽ bóp cho boss và dòng có màu xanh sẽ bóp cho team mình. Cho nên là các bạn hãy đọc thật kỹ mấy dòng này để khắc chế boss nha. Tùy vào trận đấu và cái khả năng của các bạn để có thể đưa ra lựa chọn về thần khí hoặc là bạc ha. Nếu mình có thể đánh được thì mình sẽ chọn thần khí, còn khi mà mình không đánh được thì mình sẽ chọn bạc để có thể gia tăng thêm đội hình. Ok, tiếp theo sẽ tới phần lưu ý và tip ha. Thì một số cái lưu ý mình muốn nói đến ở đây là khi mà sắp xếp đội hình thì không thể chọn anh hùng của mình chơi trên cả hai đội hình ha, chỉ được chọn anh hùng mượn thôi. Và một đội hình thì sẽ được đánh một lần một ngày, và nếu như tiêu diệt được boss á, thì nó sẽ được đánh thêm một boss nữa. Lượt boss thứ hai thì nó sẽ chỉ sử dụng những cái thần khí còn lại của mình. Nếu mà mình hết rồi thì lượt đánh thứ hai nó sẽ không còn thần khí cho mình xài ha. Một số cái tip cho anh em có thể sử dụng là trước khi đánh boss trong ngày đầu tiên thì các bạn hãy đăng nhập sớm vào, và khi tới giờ boss mở ra thì các bạn hãy đánh boss hết cả hai lượt, sau đó thoát ra vào lại, bạn sẽ nhận được thêm hai lượt nữa ha. Tip thứ hai thì những vòng đầu các bạn không nên sắp xếp đội hình ra sớm ha, sẽ chỉ để những cái con carry chủ lực lên để mình có thể nâng cấp sao cho nó bằng cái sao nâng cấp ngẫu nhiên trong cửa hàng để không phải phí. Và tip cuối cùng là các bạn hãy sắp xếp những con sao cao và những con có thể tăng được vào những vòng trung tâm, còn những con yếu thì sẽ ra ngoài để nó có thể trụ lâu nhất có thể và gây thêm sát thương. Tiếp theo sẽ tới phần đánh từng con boss riêng. Trước tiên thì mình muốn nói đến là đặc tính hộ vệ của những con boss thì mình không biết là nó có thay đổi theo mùa không, nhưng mà mình sẽ nói theo mùa hiện tại ha. Đối với con boss thợ rèn này á, thì khi mà đánh đằng sau mình sẽ gia tăng lên được 20% sát thương, và đánh ở phía trước nó sẽ bị giảm 60% sát thương của mình. Cho nên mình sẽ sử dụng những cái đội hình mà có những con tướng đánh ở phía đằng sau ha. Hoặc là các bạn cũng có thể làm như cái video ở phía bên trên, sắp xếp làm sao cho con tướng của mình đánh ở phía bên hông hoặc là ở phía đằng sau để nó gia tăng thêm sát thương và nó không bị giảm sát thương ha. Cổ vật thì trên video bạn này sử dụng mặt nạ và găng tay, tế đàn thì bạn này sử dụng 15 tế đàn anh hùng và 10 tế đàn thợ rèn. Trang bị thì các bạn có thể làm theo video bui full topping Jojun của mình, và mình sẽ nói lại một lần nữa, đồ phép thì các bạn cứ bui cho con Lunare sao cao nhất để có thể bóp được lúc đánh khổng lồ cho con Jojun, còn lại những đồ lật vặt thì cứ bui vào con Jojun cho nó gia tăng thêm sát thương ha.
Các bạn có thể dùng những con chủ lực đánh ở phía đằng sau, hoặc là bạn có thể dùng cựu thần chú dịch chuyển thức thời để có thể gia tăng thêm 20% sát thương để có thể tối ưu được sát thương cao nhất có thể. Tiếp theo sẽ tới tế đàn tham vọng, thì mình cũng không biết đánh giá con này như thế nào nữa, bởi vì tất cả những con boss tế đàn thì mình đều đánh rồi, trừ con này mình chưa đánh lần nào cả, cho nên mình không biết. Như trên video và như bạn Jen nói thì lưu ý khi mà đánh cái con này thì cần phải tối thiểu có một trang bị choáng hoặc là phải kẹp một tướng choáng ha. Đội hình thì các bạn có thể làm như trên video, hoặc là đây là một số đội hình của bạn Jen đề cập ha, mình sẽ để ở trên video cho anh em có thể thấy. Và mình cũng sẽ skip qua con này luôn, bởi vì mình không hiểu rõ về con này. Tiếp theo sẽ đến boss tế đàn anh hùng ha. Thì con này tương đối là dễ, con này đặc biệt hơn những con khác vì con này có những con đệ tử xung quanh khi nó triệu hồi ha. Đội hình thì các bạn có thể sử dụng như trên video, hoặc là các bạn có thể thay thế bằng những con phép khác. Các bạn có thể chơi con Hela cũng ok la. Bui đồ thì cứ như video full topping của mình, hoặc là bui như các bạn đi PvP cũng được. Mục tiêu chính để đánh con boss này tối ưu nhất là chơi đội hình phép và sát thương lan ha. Còn những đội hình mà có sát thương tay thì nó không có tối ưu mấy. Con này sẽ nhận gia tăng thêm sát thương phép. Tới đến sẽ là boss tế đàn máu ha. Điểm mạnh của cái con boss này là nó có nhiều cái phòng thủ tuyệt đối, cho nên là anh em sử dụng những cái con đánh chậm sẽ rất là khó ăn. Thì để đánh những cái con này thì các bạn hãy sử dụng những con tướng gây sát thương chuỗi để có thể phá lớp phòng thủ nhanh nhất có thể. Đề cử để đánh con boss này là Hensi ha. Mục tiêu chính là đập bể cái phòng thủ tuyệt đối, là lập tiền liền à. Tế đàn pháp sư, đối với con này thì các bạn hãy sắp xếp đội hình không để hai con đứng cùng hàng là ổn ha. Và con boss nó sẽ chỉ tấn công vào những con đứng hàng đầu trừ cái skill của nó. Đội hình thì các bạn có thể sắp xếp như trên video. Bạn này bui đồ giống như trên tế đàn thợ rèn, chỉ khác mỗi sao tướng thì các bạn có thể lưu ý là được. Và cuối cùng là tế đàn cự thần. Những con boss nó đều xem nhau, nhưng mà đối với mình con này khá là khó chịu vì nó có cái khống chế ha. Để khắc phục điều này thì các bạn có thể mang cho mình nhiều vị tướng vào trận đó để nó bớt hết lại. Con này thì nó không có búp cho team mình, cho nên là đội hình nào các bạn đều có thể sử dụng được ha. Nhưng mà trừ mấy con gây sát thương lan ra, mấy con gây sát thương lan chỉ boss anh hùng mới nhận nhiều sát thương thôi ha. Tổng kết và những đội hình mình thường dùng thì mình sẽ để ở cuối video cho anh em xem xét ha. Cảm ơn anh em đã xem video. Nếu anh em có bất kỳ câu hỏi thắc mắc nào, anh em có thể đặt dưới phần comment cho mình xin một like và subscribe. Hẹn gặp lại anh em vào video tiếp theo. Bye.